Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2020, thứ năm tuần thứ nhất mùa chay năm Chẵn. Trích sách Esther. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà này xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc. Ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài. Đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến chúng con và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là vua các thần minh và mọi bậc quyền bính. Xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử. Xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng lõa với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phụ trợ con. Vì lạy Chúa, ngoài Chúa là đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đang ca mừng Chúa. Con sắp mình thờ lại bên thánh điện Ngài. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi cha các con đấng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chờ đến bao giờ? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. Matthew chương 7 câu 12. Suy niệm: chắc chắn rằng trong tương quan giao tế hàng ngày, chẳng ai lại muốn cho người khác xử tệ hay làm cho mình những điều ác hại. Trái lại, ai cũng muốn mình được người khác tôn trọng, được đối xử tốt đẹp. Mặt khác, nếu tôi muốn được những điều tốt đẹp, thì ắt hẳn người khác cũng muốn được như vậy. Do đó, theo lẽ thường, muốn người khác đối xử với mình thế nào thì mình cũng phải đối xử với người khác như thế.
Thế nhưng, do tính ích kỷ hoặc vì tự ái kiêu căng, người ta thường chờ người khác có hòn đất ném đi thì mình mới hòn chì ném lại. Hôm nay, Chúa muốn chúng ta phải đi bước trước, phải hành động một cách tích cực và vị tha hơn. Muốn người khác làm cho mình những gì thì trước tiên mình hãy làm cho người khác những điều đó. Mời bạn, nếu bạn cứ chờ người khác đối xử tốt với bạn thì người khác cũng đang chờ lại bạn điều tương tự. Cứ như thế thì sẽ chờ đến bao giờ? Hai người giống như đang đứng bên hai bờ sông để nhìn nhau, để thăm dò nhau. Vậy nếu bạn muốn xứng đáng hưởng sự quảng đại của Thiên Chúa để hễ bạn xin thì sẽ được, thì chính bạn cũng hãy quảng đại với anh chị em mình trước đã. Bạn có dám đi bước trước bằng cách bắt một cây cầu cảm thông để nối liền với người anh em ở bờ bên kia không? Sống lời Chúa, bạn chủ động có một cử chỉ tỏ sự thân thiện, nở một nụ cười, một cái bắt tay ấm áp với người khác. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám can đảm ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để đến với tha nhân trong tinh thần khiêm tốn phục vụ. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Bệnh quên. Trưa ngày 25 tháng 12 năm 1985, sau khi dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ về, bà cụ Anne McDaniel ở tiểu bang New York thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ như ông già Noel đang đứng trước cửa nhà. Thoạt nhìn bà cụ tưởng một người nào đó giả dạng ông già Noel để đùa. Nhưng sau khi nhìn kỹ, bà cụ nhận ra đó là chồng mình đã biệt tích từ 15 năm qua. Nguyên do, vào ngày 24 tháng 12 năm 1971, ông James McDaniel bị té xuống thang lầu, rồi qua hôm sau bị tai nạn xe hơi. Gần một tháng sau, ông lại bị tai nạn xe hơi một lần nữa, bị chấn động não và bất tỉnh. Vài ngày sau đó, ông đi bách bộ ngoài trời cho thoáng khí, rồi từ đó đi biệt tích luôn. Rồi sau, ông McDaniel kể lại rằng, tôi không còn nhớ gì cả, tôi không biết tôi đã đến Philadelphia bằng phương tiện gì và bằng cách nào. Ông cũng không nhớ tên họ hay địa chỉ của mình. Nên khi đi ngang qua một cửa hiệu có tên là Peter, ông tự đặt tên cho mình là James Peter, rồi kiếm việc làm ăn trên đó gần 15 năm. Ngày Giáng sinh năm 1985 vừa qua, tình cờ va đầu vào trần nhà ở sở làm, ông McDaniel bỗng phục hồi được trí nhớ. Ông nhớ lại tên tuổi, nơi sinh, chỗ ở, cũng như quãng đời trước đó 15 năm. Ông liền tìm đến cuốn niên giám điện thoại để xem vợ còn ở chỗ cũ không. Khi biết chắc vợ mình chưa thay đổi địa chỉ, ông McDaniel đã đáp xe lửa về lại nhà cũ vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Trong vòng 15 năm, ông McDaniel đã mắc một chứng bệnh, đó là bệnh quên. Quên có thể là một chứng bệnh như trường hợp của ông McDaniel, bị té thang lầu, bị tai nạn xe hơi. Quên cũng có thể là những chứng bệnh thông thường của nhiều người lớn tuổi, như nhiều cụ già thường quên bẵng những sự việc vừa xảy ra, nhưng họ lại nhớ rất rõ ràng tỉ mỉ những việc đã xảy ra hàng 30 năm về trước. Nhưng cũng có trường hợp con người muốn quên đi một dĩ vãng đau lòng nào đó, như trường hợp nhiều người tìm quên lãng trong men rượu khói thuốc. Quên lãng có thể giúp con người tìm lại được đôi chút thanh thản trong tâm hồn, nhưng cũng có thể đưa con người đến chỗ vô ân. Người không còn muốn nhớ đến nguồn gốc và công ơn sinh thành của cha mẹ mình là người đáng trách. Người không còn muốn nhớ đến những liên hệ mình với người khác cũng là một người đáng trách. Người khép mắt bịt tai trước những nỗi đau khổ của người khác cũng là một người đáng trách. Người Kitô luôn được nhắc nhở để tìm ra dấu chỉ của thời gian qua các biến cố, để nhờ đó luôn nhận ra sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Đó là khẩu hiệu hàng đầu của người Kitô. Họ được mời gọi để ôn lại bước chân đi qua của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thái độ thức tỉnh mà Đức Kitô không ngừng mời gọi chúng ta hãy có trong từng giây phút. Bài trích sách lẽ sống.